Trung Quốc hoan nghênh cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden bên lề hội nghị cấp cao APEC vào tháng tới, nhưng chỉ khi cảm thấy sự tôn trọng từ phía Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp mặt thường niên của Viện Nghiên cứu Trung Mỹ, bà Từ Học Nguyên, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, nói rằng mỗi cuộc gặp trước đây giữa hai nhà lãnh đạo đều mang tính chiến lược và diễn ra vượt quá thời gian dự kiến, do mỗi bên tìm cách làm rõ những quan niệm sai lầm. Hai bên chúng ta có sự khác biệt trên rất nhiều vấn đề, bà Từ nói. Nhưng tôi nghĩ, quan trọng hơn, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta vẫn có những điểm chung rất lớn. Bà Từ cho rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung là rất quan trọng và hữu ích, nhưng nền tảng cơ bản của mối quan hệ này là khái niệm tôn trọng lẫn nhau. Từ đó, bà chỉ ra rằng Mỹ cần thể hiện sự lưu tâm đối với bốn phương diện liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Bốn phương diện này được bà Từ gọi là làn danh đỏ, là vấn đề Đài Loan, dân chủ và nhân quyền, con đường phát triển và hệ thống chính trị kinh tế của Trung Quốc và quyền phát triển của Trung Quốc. Phó Đại sứ Trung Quốc dành thời gian giải thích yếu tố thứ tư, chỉ ra rằng Bắc Kinh cần cảm thấy Mỹ sẽ chào đón một Trung Quốc mạnh mẽ hơn về kinh tế. Nhiều người Mỹ tin rằng trong những năm qua, chính Mỹ đã giúp Trung Quốc thịnh vượng, trỗi dậy, nhưng Trung Quốc lại không biết ơn. Chúng tôi không thể chấp nhận lập luận này. Dù mối quan hệ mang tính hợp tác Mỹ-Trung đã giúp hiện đại hóa nền kinh tế Trung Quốc, tới cuối cùng, chính những chính sách do chính phủ Trung Quốc, do Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra, cùng sự nỗ lực chăm chỉ của người dân Trung Quốc đã khiến Trung Quốc có thể trỗi dậy. Bà Từ nói rằng Trung Quốc từng rất đánh giá cao sự giúp đỡ của Mỹ, nhưng gần đây hơn, Trung Quốc đã trở thành vật tế thần trong các vấn đề trong nước ở Mỹ. Điều đó không công bằng. Theo dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.